Hello các bạn nha, lại là mình đây, buồn quá các bạn. Mình sau thời gian làm việc thì mình chơi game giải trí. Mà mình đánh Liên Quân thì đâu đến mức đầu tệ đâu, mình chết có 7-8 mạng, mười mấy mạng à. Mà nó chửi cha mấy mẹ, nó lôi dòng họ mình lên, nó chửi không ra cái gì hết. Thiệt mình buồn quá, mình sợ mấy giang hồ mồm quá. Thiệt không, anh em nào chơi Liên Quân hay chơi bất kỳ mà game nào mà game đồng đội cái lỡ mà chết nhiều hay là đánh dơ mấy bạn đừng chửi nha. Anh em nào chơi game thì nhớ coi clip đây để mà rút ra kinh nghiệm của bản thân, đừng chửi người khác nha mấy bạn. Các bạn đón chờ nha, mình sẽ thực hiện lại cái màn đó cho mấy bạn coi là giang hồ mồm nó ảnh hưởng tới người ta như thế nào. Buồn lắm. Cái giờ lừa mấy thằng đó khó khô lắm mấy bạn. Tại sao? Là phải có tiền, có bạc, đồ phin đó vậy á, có lợi nhận đồ này kia nó mới vô. Cái giờ cái gì mà vô? Sao lẹ mày tên? Tôi nản quá. Giờ này mới mò cái mặt vô thâu chứ, ông muốn kiếm tiền hả? Lý do sao? Tại sao? Mày sao mày không muốn quán đâu? Sao mà muốn quán? Không biết tại sao. Uống nước dừa rồi. Nước dừa tao uống em? Nước dừa. Uống nước dừa quán tao đem về. Đồ uống mày vô đi quán khác rồi. Thế là uống quán người ta tốn tiền sao mày? Điên nhưng mà sao? Giờ có muốn kiếm tiền không mà sao quan cứ quan cái miệng vậy? Nhưng mà sao mày muốn quán cái phô ông mỏng? Không, không giỡn trơn. Biết làm sao? Hôm nay là anh em mình em mới lập cái kèo Liên Quân quấn là cái tên mình ngu lắm. Kèo Liên Quân ấy. Quả chứ nãy giờ em nói anh không yêu em tưởng anh nói dần ấy. Đây, vua Toro, vua Gia Sách. Toro. Tô không mậu mày cho ru. Mày nhớ tao nói chuyện. Ê, giờ anh em mình là em kêu mấy anh qua số là đỡ bàn chiến thuật tại mấy anh này ngu lắm. Mày muốn là quay phim gì cũng ngu để chửi sao? Anh bị điên ấy. Có nghĩa là em á, để em nói cho mấy anh nghe. Biết sao không? Mấy thằng này nó cũng ngu, nhưng mà mình phải có chiến thuật. Mình tạo tâm lý ức chế tụi nó. Vừa vô nhà tao đi về chứ tiền đâu mà mua cái này. Ủa mấy ông không nghe tụi nó không? Mấy ông không muốn kiếm tiền à? 1 triệu. Nó thách thức mình nó cho quýnh 3 trận 1 triệu đồng. Rồi tháng 2 là mình thắng. Nói cho mày nghe nè, riêng tao Toro nhất Bình Định. Đúng rồi. Bây giờ mới cho nữa. Không. Bây giờ nha, mấy anh không cần bỏ tiền. Cái kèo là nếu như mà thắng là em chia anh em mỗi người 300 ngàn. Quẹ đi. Cái tầng mà dùng tiền đó, dùng tiền. Không. Quẹ đi sinh nhật, tôi đâu, nước không đâu, tôi ngu gì. Anh Quốc. Mày cũng thiệt. Mấy anh em biết sao? Gì? Anh em mình quýnh nó lấy tiếng cho tiền em đâu thiếu đâu, không hợp đưa đây. Ủa cứ dùng tiền mà nhé. Quýnh người ngu nhất trong đây mà lúc nào cũng. Mẹ đi chứ mày. Nhưng tao bảo cơ nó quýnh. Không. Cứ chiến thắng là em cho anh em mỗi người 300 ngàn, được chưa? Rồi dẫn đi nhậu nữa. Nói là phải coi nha. Nói là cho tiền mà. Rõ ra. Rồi, anh em yên tâm, đây em bỏ trước 500 ngàn, được chưa? Tiền chung thì nào lắm. Bỏ 500 ngàn. Ông chưa quýnh mà ông đòi lấy tiền à? Tiền chung nha. Là có nghĩa là mấy anh chưa làm hết mà em đã bỏ 500 ngàn. Tiền mấy nó ở đâu? Chị trâu không? Tiền mấy nó ở đâu? Đúng, nó trẻ trâu. Nhưng mà anh biết sao, nó còn non kinh nghiệm lắm. Nhưng mà mấy anh trẻ trâu làm sao đòi quýnh với mấy anh già đây được. Nó non kinh nghiệm thì giải mình mới là kèo thơm. Mà sao mấy anh đó tiền đâu nó đưa mình 1 triệu. Cỡ chuyện cỡ che nó, mình đâu quan trọng. Mấy thằng rít kít. Mình lấy tên tiêm hạng gì mày? Anh lấy Dũng. Không. Hàng tan tiêm. Không phải. Đây là tiêm tập tiêm. Không. Em đặt cái tên rồi. Nhóm là nhóm tiêm quốc màng tan. Cái mục đích mà em... lấy tên tao vô chạy. Cái mục đích của em là biết sao để cho nhóm mình nổi tiếng. Mày lấy mẹ Kim Thật Dũng đi. Lấy gì? Lấy màn tang anh hùng mày. Thiết áp tên mày. Thôi bây giờ bật máy lên vô trận liền, nó mới gọi em đây. Vô trận. Tao cái tầm tao Toro, tao bảo vợ tụi bay. Xong clip này nếu như anh em mình chiến thắng em post lên Facebook. Mày bóc lên YouTube đó cho người ta biết anh em mình muốn Liên Minh hay cỡ nào. Không, cái đó là tầm cao món nữa. Nhưng mà anh em phải thể hiện là một team mình là phải đúng rồi. Phải lúc nhưng nào cũng phải. Ui vô nhá. Vô nhá. Mày đáng hơn mày là mày thằng ngu nhất cho nên mày đừng có dậy đầu tụi tao. Rồi anh em vô trận ơi, anh em vô trận ơi. Mày là thằng ngu nhất mà dậy đầu. Không, anh ông bẻm này, ông lấy máy tôi quấn vào khỏi lắc cho mấy ông lắc lắm. Cái máy đây nè, đưa tôi bật máy tôi vô. 2.7 mà lắc. Nè, chuẩn bị gốm nào ạ. Đây, vô luôn đây. Có tụi nó nhanh được không? Đúng rồi, nhanh đi chứ. Trời ơi, sao vậy? Mấy cá tiểu tông. Alo. Mày phải tin tưởng tao em. Tối nay tao sẽ đưa mày lên dốc phòng tầm cao mới luôn. Giờ bên mày, bên tao muốn là solo 1-1. Thành nào mày tuyển bên nào mà hay nhất á. Rồi solo bên tao trước rồi hả? Đỡ tao. Solo đỡ tôi. Sao? Bây giờ mày muốn cái trận solo bao nhiêu tiền? Nhanh đi. Ồ quá. Rồi giờ trận đầu uống nhẹ nhàng 5 tỷ đâu. Nói mày nói chuyện khoản mày nữa. Đâu đâu. Rồi ok. Vô không? Vô. Vô đâu? Cầm nào? Tụi mày.
Đó nó mòn chưa? Đâu? Vô. Mẹ mày đã nợ ông đâu? Mày không cần biết. Sao cần biết mày cũng không thấy tiền đâu lụm. Cái chuyện tiền bạc tôi lo. Nói chung là tụi nó nhỏ nhưng mà cho rất là uy tín. Mua rồi tụi nó chịu. Ở đâu? Tao cần biết ơn tao, tao nhờ tao tập. Ở xe đâu? Ở xe nó ở Sài Gòn mà không đi nghe. Cần chứng lên làng kìa. Rồi, mượn thấy nào. Tôi muốn là chuyện mà mua mày mẹ. Ông muốn gì vậy? Quýnh như người ta ai? Sao mình không quýnh ai? Thì ông coi anh em ông lợi gì vậy? Nữa tao, tao quýnh ra tao, tao, tao đấu tao anh thì lau, lau tao ấy. Đỉnh mẹ nó mày chỉ tao. Mẹ nó chỉ tao. Mẹ nó. Đời ơi tao quýnh được. Mẹ nó tao, đời tao quýnh được. Quýnh luôn như mèo mà sao mẹ không biết quýnh nữa. Mẹ nó chẳng ra. Mẹ nó mất quýnh còn đó. Quýnh. Không thấy mẫu, mẫu thấy cần. Quýnh trời ơi, quýnh đi. Đủ quýnh gì, quýnh ba đánh, quýnh hai, quýnh ba trận, quýnh hai đánh một thua mẹ rồi. Nó tôi gì mà quýnh với tụi tao. Rau. Mày mẹ mày cuối lại luôn. Giờ đi em luôn ông đậu mày ngoại mày. Mày sao quýnh chịu dữ không? Mẹ mày chết tao đâu. Mày chết tao đâu. Thằng ngu. Thằng ngu. Mày thằng ngu. Mày thằng ngu. Cứ cây bài bài ngu. Thằng ngu chứ con bò. Chừng nó là mà kiếm chuyện đó nha. Kiếm chuyện không mà. Mấy ông sang hồ mổ với mình. Chuyện gì vậy đó? Muốn như con bò. Ôi con bò quýnh bị mấy lớp 2 nó chửi như con chó mà. Với ông tao ấy, tao báo vỡ hết bình định. Lâu tao mà. Mệt quá anh em mình làm một team mà sao mấy anh vậy? Đó, đây nè. Thằng nào? Thằng nào? Bên Toro. Đủ của Toro, Toro. Mày giận giận con. Tao riêng tao báo vỡ là hết đường chạy. Mẹ đây tụi tao thua, tụi tao có bỏ tiền không? Không, không bỏ một cái gì hết á. Thì quýnh tâm lý thoải mái. Tâm lý thoải mái. Trả gì bố toàn nào? Đúng tính tao mà biết rồi, một khi mày đã vô mày cái gì free là tao lúng bánh luôn. Ê, ê nhưng mà sao phải giữ nét lại nha, đỡ em đang lên trên chúng tao đàn đâu. Em của linh của húng hoàng mà giỡn giỡn mày đó 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 biết thì nói không biết thì thôi thùng ổng gì đang tìm cái mẹ nữa. Tao đàn em ổng mà sợ vô chưa vô đâu bây giờ quýnh sao sao cái thơ lợ tao cũng hiếu gì luôn á. Ông hầu giờ ông đâu đi thi đấu đâu mà không biết ông mà không biết Betoro à. Đó Betoro rồi đó Betoro rồi đó. Má ông mà quýnh thua lần. Tưởng gì quýnh chữ xúc giật mày. Mày lao lao rồi mày. Nào em. Đó nào chữ này. Mày đặt mày biết tìm quốc màng tang ốp lẩu chân không mày. Chứ mưa 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 mưa. Nó ở đâu vậy? Đừng mà thì nó ở Sài Gòn rồi chứ không. Đâu em. Mày mất dậy ra. Mày mất dậy. Mày điểm tôi. Mày mở tôi. Im rồi. Mày kêu nó mày mày người ta bè mà sao đâu láo dữ mày. Thì giờ trên mạng mà giờ ai biết ai đâu. Tao ước tao ước tao gặp lên tụi nó ngoài đời nó thấy cơ nè. Không mình chơi. Cơ mà sao nấu da gà với ông nậu. Chưa mới nói không rung mẹ rồi. Đâu sao đâu. Lao quấn vô tao mà tụi tôi nó lao tọt mà giỡn giỡn con. Nói tụi mày đưa chuyến tiền mẹ này. Sao nó với một nó sợ, nó sợ. Thế à? Chưa quýnh mẹ tôi. Mày như ai thằng chốn thằng kia mấy mẹ mà ông đậu mày. Ông quậy mày. Mày như mày. Mày như tôi. Cái chủ này nhà mày bẻ vậy sao? Một thằng quýnh là bẻ ăn thử. Lâu lâu lâu. Ngu ấp ấp tổ cứ mày mà đi học gì nữa cô giáo rồi vậy mày được. Trường nào cũng phải bỏ vậy. Đúng rồi. Mày chửi ai mày? Chửi ai mày? Ông đậu quậy mày. Ở đây đang che đang chú mày ăn. Ừ. Thì giờ mày kêu mày về mày về lại ăn. Không bắp luôn mày. Không bắp, em chữ không bắp luôn. Bắp ông nội ngoài cho bắp. Rồi thấy tao không? Không, thấy chưa không? Nè, riêng mà giang hồ mổm tao nói mày nè, tụi tao làm YouTube luôn. Kênh Quốc Bằng Tan mà thích lên đó gặp tụi tao. Mày đừng nói ra đây. Lâu lâu. Mày biết nó ở đâu vậy? Mày biết cái tầm tao đi tô rô rồi. Ừ. Tìm ông nội mày á. Nó tìm quốc màng tang ốp lậu trình nó lâu lắm. Mày gì mà hối về nội mày thưởng cho nhớ ông nội mày không? Mấy thằng nghiện game nó đâu cho đâu có YouTube đâu sợ. Mày sao mà quýnh ông coi mày. Nó bắn tàu đi. Mày gì hối về nhà mày thử xem mày quýnh ngu dữ mày. Tao nói mày nè. Game mày mà quýnh được tàu. Quên mà quýnh được tàu. Quýnh mà quýnh được tàu. Quýnh mà quýnh được rồi. Nếu quá nào quýnh được đưa mẹ đây. Mày quýnh không? Quýnh cái nào? Bị mẹ ra thằng chó kìa. Cái đồ cái sau đây nó chửi dữ mày. Mày con ai ấy? Mày, tao con của Kim đặc biệt á. Tao thấy nó nói vậy Bình Định rồi. Sao mày chưa mở xe? Chè cái ông nội. Thì nó ở Bình Định nhưng mà nó vô Sài Gòn nó học đồ cỡ nó. Tao vợ cứ lâu lâu. Nó nói giọng Bình Định là người Bình Định luôn. Người Bình Định này thằng Đại Lá này. Mày muốn yêu đi Bình Định mày. Mày hẹp lắm mấy chừng chí cô giáo chết rồi mày.
Đúng rồi, anh khốn nạn nha. Game á, mẹ mày ở đâu? Mày mày muốn đang thua. Game á, mẹ mày chơi không được á, mày học hành được đâu. Mày thằng cô giáo mày vậy mày cũng như con mà tốn cơm tốn phở của ông già mày. Bây giờ mày về mà hỏi ông nậu mày, ông nậu mày hỏi lại bà già mày thử là mày có mấy được rồi. Mày tầm mấy thằng giang hồ bộ tụi ngán quá à. Em yêu em bà, em chó như mày đủ. Nhưng mà ra là quýnh phát một chết vậy rồi. Mày nghĩ mẹ game đi, mày xóa game đi. Đồ cái thứ chó mày, mày biết game gì mà chơi. Mày gì mày gì à mày chơi mày é nó chơi quá bằng đang kìa. Sao nó biết tao mày thì tôi mới nói mày em giờ nói với tao nữa cho nó Sài Gòn nhưng tao mì mấy đó nó nhắc ké lắm. Tao nói với mày này mày giờ mày rủ mày về ông ngoại mày trâu à nên mười nha mày. Còn mẹ nó mấy kia trâu nó chơi chơi đây có quy nuôi mực mình. Mày có bị não bể đầu không mày? Nè mày có ngon không mày đặt chân như đất Bình Định. Tao nem thằng mày quay lại mày nó đâu. Nó đâu đâu nó không biết mà. Nó đâu không biết là mày, nè mày riêng mày nè đặt chân về về cái đất Bình Định đây thì mày hãy hỏi tem quắc bằng tang là có ai có ai có ai nói tao chịu chi gì nó gì nó kiếm này sạch chết thì sạch chết sạch chết. Vậy mà điều này với ông chửi nó mày tao đưa tôi quýnh tôi chửi nha chữ ờ mày biết cái nhà của ông Trung thật bẹm không? Sao không biết bây giờ mà hỏi mày mày, mày nậu đó. Nó quay cứ không mày lâu lâu cái tầm tao tôi quýnh mày cái này mày thấy chưa. Mày nhảy rỡ quỷ với mẹ đây. Mày coi chừng tao nha. Tao vừa tao và tao dẫn về mày nhà mày mà tao biết mày nhốt mày nhà mày tao dẻ mỏ liền nha. Tao dẻ mỏ mày trước á. Tao chưa biết mày nhà mày tao nói mày nè. Chỉ có mấy thằng học ngu ấp bẻ đậu như mày mới đi quýnh như ngu vậy thôi chứ còn đúng rồi. Tao nói chuyện với mày đâu. Mấy tao là nhắm nói nhưng mà nếu như nói vậy tao xin số điện thoại mẹ luôn rồi. Xin số điện thoại ra cạnh đi. Ờ của mày sao mày. Ủa cha biểu nãy giờ ông chửi người ta. Nó nói rồi. Nó chơi Sài Gòn mà sợ vậy. Nó che mà. Mày kêu đéo cắm ba. Vậy đâu vậy đâu điện thoại nó trừng luôn hả? Giờ tao nói mày già này. Mày bỏ cái mày nhấp con. Giờ lai học đi con. Nó chửi cái nào mày. Lai học đi chứ mà anh đĩa được em á. Ờ. Nó riêng cái lối nhảy của ông Trung nó đĩa đấy mày nha mày. Mày ngu dữ mày, mày tao đi bảo vợ mày quấn cũng lên. Gì vậy? Mày là điên dữ mày. Nó nói vậy mày. Cho thằng buồn ngỡ ngẩu nó nhám vậy mày. Thằng điên nha. Con mẹ mà nha, mấy kìa nậu. Ông nậu hoài mày, cố hoài, cố tố, cố tre. Tao nghe cái giọng mày á. Tao sư mày. Là tao biết là vết mũi chưa sạch. Đúng hiểu không? Mày á, thiếu thì quay đây tao bóp cho mày thằng thuốc cho mày uống. Mày chỉ cần á. Giờ sao? Giờ ấy mày sao mày nói tao nghe thôi. Đái là mày thờ, nghe mày tao mày. Mày chơi. Đồ đá là bà thờ. Dữ không? Sợ tao đâu sợ đâu. Cá tao chạy. Mày lắm. Mày đấy lên bàn thờ của mở cái áo mày. Đây nè. Nè, em đây. Em ơi, anh nói với em nghe nè. Đúng rồi, em có đặt em có đặt chân về cái đất Bình Định đây. Đây à. Em hỏi kêu quán cà phê Bường Lan hay là Trúc Phương. Ờ, à, mấy thằng nào bảo cơ quán đó. Đúng mày không? Lắm. Riêng tụi anh nè, một tháng lấy 50 triệu quán mà trời không thì lấy không? Mày nó thì nói dốc như mỏ, không biết ghét. Mày ốm mẹ, mày nói gì, đối với sợ gì đó mày. Ừ. Mày lao trừ nó luôn nha. Mày chứ, tôi chửi với anh kia mày sợ. Trời ơi. Ông nậu quại mày, giờ tao nói mày nè. Anh nói với em nè. Mày về mày chạy mày được không? Mẹ tao ướt, nó gặp tao vào đầu luôn á tiền. Tao thiệt nãy giờ tao ướt. Giờ nó chưa thấy, nó tưởng đâu. Nó tưởng đâu là mấy nhỏ nhỏ vậy nè. Nhưng mà sao rồi? Ờ chết nữa rồi thì tôi cũng bỏ. Dạ nó ngu quá mà, nó quýnh gì đâu mà nó rồi. Ngu. Rồi thua rồi ấy. Nó dở vậy. Bây giờ mày ngậm mẹ má mà lại mà lau quýnh đi. Thằng ngu. Thằng ngu nó ở đâu mày? Mày chơi mày cái thớ mày nô cái số địa chỉ với số nhà mày cho tao biết không? Gì? Thằng khùng. Tao là tên Quấn Bằng Tăng á. Khiêm thật dũng, mặn nhất áp, mặn tim. À, mẹ mày tao có thằng tên này. Bây giờ anh nói với em vậy. Mà thúi quá dũng đâu. Em có thể nổ cái số điện thoại của em cho anh đồ, biết được không? Rồi. Cho anh cái số điện thoại, số nhà, số địa chỉ em. Mở thứ quen quắc em đi hả? Anh à, mày đó nói từ địa chỉ gì? Cái đồng. Mày. Mày cứ đặt chân về đất Bình Định đây. Đúng rồi. Mày hỏi quán cà phê mày. Mày cứ cho tao số điện thoại, dưa địa chỉ, mày nổ đi ai? À, ông chạy ông kêu nói mẹ mở thứ quá nhiều ngấu. Nó nói trả số điện thoại với địa chỉ kiếm luôn nhưng mà sợ nữa. Láo mày mày. Mày ở Sài Gòn mà ở đoạn nào? Thì ngu. Mày biết anh quốc xe đồ không? Chứ anh biết mận. Anh cất bà. Mận cầu bạc không? Gần quay lại kiếp. Sao nó ở mình biết hết cho mày. Sao mày kêu ở Sài Gòn mày? Anh biết không? Mày theo mày nói thằng đây ở Bình Định đó. Nó nhiều tuổi không? Mới có 21 tuổi rồi, nó trẻ trâu. Mày nhỏ mà thì còn mẹ nó mới nhỏ. Ta tướng đâu thì lớn như thằng trẻ trâu mà đi nói chuyện với tụi tao. Bây giờ cứ vô mà mắng.
gì đụng nó biết trung vào bò luôn. Sao nó biết mà mày? Mấy sao nó biết nè? Thôi mấy ông cầm đi. Mày cho tao nói cái địa chỉ với nhà mày với cái số điện thoại tao quen tao đâu. Tao vô chứ mơ nữa, nó quen. Mình nói thằng gì cũng nói vậy nhiều quá. Mày sợ ấy. Thằng nào vậy? Mày cho tao số điện thoại với nó địa chỉ. Nhưng cái tầm mày. Mày với mày không có cửa với tao. Lao riêng tao là tao báo qua mà mày ngu quá mà quên không được. Đi đâu? Mày đi đâu quê đây? Mày đâu? Mày quê đây tao. Tao đang ở chốc buông này. Tách luôn cho nó thua. Tách mấy luôn cho nó thua luôn. Tách luôn. Tao. Ê, ốc kè cho mày thua rồi. Mày đừng xong đừng cắt mấy cái câu nha. Mấy đó. Mày làm tao. Tao là nó chẳng chạc. Rồi tự nhiên tôi ké đổ với người ta 500 ngàn mấy ông đang quýnh cái bỏ vậy rồi sao? Nhưng mà mấy ông quýnh ngu như ác bà. Bây giờ thằng 21 tuổi mẹ chứ thằng 41 tuổi mày chịu được không? Tiền đâu? Tiền tôi lấy lại rồi thua rồi mày lấy gì nữa? Không cần vậy? Rồi rốt cuộc là hôm nay em muốn làm cái clip đó anh em mình thi đấu liên quân. Rồi mấy ông chữ rủa rồi thoát ra. Đánh cấp của tụi tao là tiếp những người đàng hoàng có tiền chứ không phải là mấy anh chị câu. Đúng rồi, mày đưa 500 ngàn ra mày dụ tụi tao chứ nó. Tụi tao quấn những cái thằng cao cấp cho đâu, quấn mấy anh chị câu vậy nó tưởng nó le vậy mày. Vậy đâu? Lát giờ sau giờ từ thì nói chung vậy nè, từ tối giờ, từ chiều giờ tôi quay á. Tôi đợi im luôn, tôi đang lên luôn. Chào mấy ông. Đợi cho biết mấy con người mấy tụi ông là toàn gieo hồ mồm không ạ? Mày cũng thích bao nhỏ anh em thì mày cứ việc chứ rồi. Mày quấn lặp lại quấn đi. Quấn gì? Quấn như thằng khùng đó quấn nhảy. Sao? Mày nói mày riêng nhân nó nói địa chỉ đồ nó nói với chúng mình hết đó đâu phải kiếm rồi. Mày sao ai? Cái chuyện là chuyện nhỏ. Đây, tao mày á. Tôi cho mấy anh em đi. Mấy sao tức dữ vậy? Tức cái gì? Đồ thứ sao mà đổ chủ kênh rồi lúc nào cũng lo cho ham cho ham ăn. Riêng thằng nãy mày giới thiệu mà nó nói nó nấu địa chỉ tao quen kiếm rồi. Nó nữa. Mày thấy trên mạng nó nói không à? Nhắc cho. Nhưng tầm nó là thôi rồi, giờ nghỉ đúng không? Rồi thôi. Mấy ông ngồi chờ đi, tôi ngủ nước xíu tôi về. Tại sao mày muốn quấn lẹ mày? Ní mày. Bao gỡ mày ngủ được những gì á. Chủ bao gỡ lẹ ông. Quấn lẹ mày. Thôi cái mấy là tao đâm mày à. Mày mày giờ mày điên hả? Mày với thằng kia coi nó thì tên luôn. Nãy có mấy thằng học sinh nào vô uống game mà nó chửi nó ủa nãy giờ không có nãy giờ có mấy anh em đây nó nói cái khuôn trên lầu mà đó nào, nãy giờ anh coi YouTube nha YouTube nè anh cái nào game mà biết nãy là thoái ông mận vô quá quýnh nè tao nãy tao quýnh trưởng mà tao quýnh với mấy Sài Gòn mà tao quýnh với mấy ý là sao mấy anh đó sao em vô nó quýnh game nó vô chữ rồi nó kêu cái khuôn trên lầu nè kêu qua đây tao muốn cố nhận thằng nhiều em về coi bên kia có mấy thằng ấy là nó chửi gì mà sao em đi tìm ha nó thắt em ha nó chửi nó kêu đái là mày thò nó chửi gì đâu rồi mày ngồi đây hồi sáng ngồi đây mà chuyện gì cho em mày ấy là bây giờ là em đi tìm nó ha giờ là tìm là coi thứ mấy đá mấy nào cứ mấy tin đồ mà mày mày đi có mình mày mấy nhỏ mà mình đâu đi học đâu nhỏ thì que nói đăng tiếng chứ giờ sao bây giờ mày đi mình mày lớn úp sọt mày á mày nhỏ mày mình vậy. Điều lớn nó lớn sao? Nó lỡ thôi chơi game thì mất mà đi tìm mà chi xin chuyện. Mẹ nó chết mẹ luôn chứ sao mà chạy quá mà đúng. Anh tìm được coi chứ coi thử có mấy thằng chưa đó. Nhưng mà mày bình tĩnh mà cứ nắng này. Chứ mày kêu rồi réo rồi đi đâu trong đêm đó vậy? Đâu gì vậy? Bỏ cái trò game mà có gì đâu mà. Đâu đi gì vậy? Nè, mấy đứa chờ xíu nha. Ủa gì ơi, học quá có chuyện đâu lớn cho game đâu em. Gì ơi. Gì mà mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu. Cơ lắm. Chứ đồ mẹ. Rồi giờ mày tìm ra mày quýnh người ta mà được cái gì đâu mà mày tìm. Đâu về đâu quýnh người ta chơi. Qua trốn thằng cắt tay chơi thôi chứ quýnh làm gì. Tao không tức mấy mồm nó là tao nói là nó chết lắm. Cứ cho game vô là chứ tao vừa rồi này mới chơi nó chơi như con hả. Cho nên mày thấy tao nghĩ game rồi tao đâu chơi đâu. Ông coi đâu, quen lại cái này rồi đó. Mày kêu mấy anh em gì vậy? Nó tụi nhỏ mà kéo đi đâu lộn quán nó sao thì chắc nó gì vậy mấy đứa? Để thôi em
em đi kiếm quán khác rồi. Quán khác như thế nào? Này sao mày lớn rồi mà mày chơi game? Bây giờ nó trương nó leo, giờ đi tìm nó. Chết mấy anh chạy đầu á mày, mà gặp được em quấn dư anh luôn á, quấn nó dư anh luôn á. Đó, chạy qua kia qua thử, chầm chầm qua thử tao. Đi về đây. Thấy chưa, mà nói thấy gì gốm không? Đủ thứ chuyện của nó. Cháu mày, để nào cho nó giúp. Mày cho anh. Mày thấy tao tương nên ở Sài Gòn. Tụi mới nói địa chỉ, không sớm chút rồi. Chứ nghĩ là giờ đồ máu không bán được rồi nè. Chứ ai biết mày nói địa chỉ gì nữa đâu. Nó thì chạy về cái nguồn tiền mà nó ở Sài Gòn sao nó gần lại mày. Mấy em cũng người mày cho đi mày. Trời lẽ mày. Mày không đối với mày gái em nhiều lần rồi. Mày đừng có dùng tiền nha. Tao nói thiệt mày tính tao lắm đó. Đáng buồn luôn. Nguyên bè anh em mà sợ một thằng. Cái nó to gì nó quấn cái nào tất nít cho mày mà. Bè tôi mày sợ mày. Anh đã đi rồi không sợ vậy. Mình trời lúc. Không gì cho mày. Gì nó sợ mày. Hoa. Để giờ kiếm đeo ra. Quản nó là quản tao đây. Mày. Sao sao tao nói mày gì rồi mà mày cứ đi làm vòng vòng kiếm chuyện vậy? Thì đâu mày cứ đi tìm người ta vậy? Bình tĩnh chứ sao đâu, mày tính lớn rồi, mày nắm này. Nè giờ đeo tao nói mày, mày nghe không? Ông mía ra luôn đi. Mày phải nghe anh, không có cái chuyện gì mà phải rằng là nói mày nghe không? Đó. Ông giúp được tụi mày, ông né mày. Né ra. Có pháp luật hết tên ư? Thế giờ em mốt giờ có anh em rè gì đó. Giờ anh nói bây giờ được không vậy? Giờ sao binh đây không? Thì đâu phải bàn mình đâu mà mày binh ai? Mày nói ra gì vậy chứ tự mấy ông á? Điên chào tao mày. Chào nào mày vậy? Nhưng mà đâu cái ai đâu em. Má thiệt giờ em nói giờ anh em giờ nói mà nghe luôn. Thôi đi về đi. Quá, tụi bay kiếm ra đâu á? Giữ tụi nó lại, tao nghe á. Đúng rồi, về đi em. Chi mà anh nói sao em nghe sao vậy? Thôi mấy anh trời, đừng nắng em ơi, cái pháp luật hết cho anh em. Áo quần này tao gì rồi, tao lạy mày. Mày bớt đi, dụng cái. Sao mà cứ tính nóng này? Vậy ngồi lại chơi, chạy qua liền á. Mày mày cái gì? Nãy giờ thú thiệt đó nha. Nó em tôi á. Mấy ông chửi với ai? Nó lên ở đây mà tôi với cái đầu chiếc kẻ đọc ba cái đầu chó của tụi ông. Mày cho ai mà mày nói cho ai biểu chữ người ta. Tụi nói gì mới mày rủ tao vô chơi game làm gì nữa. Tao chơi game gì? Chơi game mình giải trí chứ không phải chơi game nữa. Mình lên mình chửi ruộng người ta. Chú là biểu nó quýnh ngu hay chi ông tự. Ủa? Ông quýnh hay không? Sao không hay? Chú quýnh ngu là bị chửi hay? Chú quýnh gì? Ngu là chửi chứ chết không? Chết không? Chết nó lại nha. Điên hay trai? Gọi cái chi? Ông gì không? Gì vậy gì? Ông thử gì vậy? Điểm cái tối nhẹ từng thành luôn á, rồi có nói mày điểm chi? Đúng rồi, tao mày chặn gì nói mày, chứ không sao, đụng tay đụng chân chưa? Chơi game để dạng rồi, anh em mình chơi giải trí thôi, sau cái giờ làm việc. Đồ mà chơi game cầm cái máy lên chữ người ta con đen. Mày nói vậy cũng nổi được đâu tên. Chơi game mà cầm máy lên. Tao ngu là chữ đúng không mày? Mày quay ê, không quốc nói. Đồ thứ ngu, cô giáo chết. Ông chửi nó vậy, đồ mẹ đồ cha đồ mẹ nó. Đây chữ tao mẹ nó nhỏ mất gì. Ông chơi game là ông muốn chửi ai ông chửi á. Ông chửi. Nó tập tẹo nó to hơn tao. Cái gì vậy? Nếu mà giật đi sao lại tao? Mấy ông cứ nghĩ là mấy ông cứ nghĩ là nó ở xe là nó không chơi sao chơi. Nó chưa gặp đúng người nó tìm ở nhà. Đừng có gì. Có gì à? Cái này mấy? Tao biết rồi, chứ mày tới chặt chơi quần quang chi? Tao nói mày đâu, bỏ đi. Mày đúng không? Không, tao nói mày đi gì à? Mày đừng có chưa. Mày nói không? Mày nói. Giờ sao? Mày đừng có tới nhà quốc làm cái gì đó. Chứ mơ tư gì thật chi, ổng động tơ hoại mày. Tao nói mày sao? Mày đi về đi. Rồi nó có kêu anh em tụi tao quay xin lỗi mày, được chưa? Chứ hồi nãy nó còn chơi nó là quen nhà hết từng thành giờ. Chắc người nó quen nhà từng thành giờ, nó vô tới giờ nó biết là mày chơi đến nhiều. Mày về đây. Đừng có đập đồ mày sao vậy? Ông tao chạy bây giờ mày đây. Nó đang đập đồ quán không kìa. Ê. Đó mấy bạn thấy không? Anh em nào chơi game á mình rất là ức chớ cho anh em. Đây anh em mình nhờ anh em mình đây nó cũng chơi game với mình. Nãy chơi game đụng nó chửi tao như chó tao muốn tức rồi. Mẹ đó, mấy anh em tao chơi game lúc nào cũng chửi người ta đó. Cứ nghĩ người ta ở xe.
rồi lại muốn chữ sao chữ chữ thấy không, văn tục văn đồ cho chưa, chứ đâu có ai tới đâu, đây nó ngầu đây mà. À, mấy bạn thấy không, nên anh em nào xem clip này á, nhớ rút kinh nghiệm là mình cho game mình chỉ là giải trí sau bây giờ mình làm việc thôi, đừng có chửi người khác. Người khác là ở xe rồi mình muốn chửi này chửi kia, người ta rất là khó chịu thôi. Thì qua clip này trước mắt là mình nói gì hết á, mình chỉ dạy dỗ mấy anh em mình thôi, cho game là chữ không ai ra cái gì hết đó, cho chưa vậy đâu giờ nói mấy ông ơi, ông ơi. Rồi thôi anh cảm ơn nha.